Xin mời quý vị chào đón tiếng hát trở lại của nữ ca sĩ Tâm Phương Anh. Tâm Anh xin kính chào quý vị. Nãy giờ Tâm Anh thấy quý vị rất là sôi nổi và rất là vui. Thành ra ở trong cũng nhún nhảy dữ lắm. Thành ra là Tâm Anh xin gửi đến quý vị. Tâm Anh xin gửi đến quý vị bài hát Em đi chùa Hương. Xin cảm ơn.